nghiệp đấy, tài chuyên nghiệp. Bây giờ là trận đấu trường thứ 5 của kỳ 203, là một trận đơn giữa hai tay vợt Alex và Nguyễn Tấn Long. Hai bên đánh đồng banh 7 set. Bật qua đây được không? Bật được nhưng nó không quay đâu. Nó hỏng rồi. Thank you.
hay chứ. Ai, cái nghệ sĩ đó. Set 3 và trận đấu và hiện giờ Alex đang dẫn trước 2-0 sau 2 set. Wow, quả penalty hơi cứu bộ. Set 3 cho Nguyễn Tấn Long và như vậy tỷ số tận cục đang là 2-1, tạm thời vẫn nghiêng về cho Alex. Set 4. Tấn Long nhiều bóng trước. Không.
24. Như vậy hai bên đã cân bằng tỷ số 2 đều sau 4 set.